là chúng ta chỉ dịch cái hàng cuối đó là imani athapi sahetu kama vacharam vipaka cittani nama, đúng không? Thì như vậy sahetu ka là chúng ta gặp nó cách nào, ví dụ như cái cách mà chúng ta ấy đó là chúng ta mà sahetu ka chúng ta flush một cái thì chúng ta biết đây là một từ, kama vacharam chúng ta flush đây cái chúng ta gặp trong một từ flush á thì chúng ta biết từng từ nó cấu hợp với nhau nha. Chứ một ngồi mình đọc nó dính liền như vậy một hồi mình quán mình không biết ở đâu mình ấy nha. Rồi sáng hay tố cáo là gì, là hữu nhân, rất là có nhân hợp vào. Nhân hợp vào là bởi vì sao, nó có là sâm và nó có là quyết, đúng không? Nó có là nếu mà có nó là sâm tức là nó có trí tuệ thì nó là ba nhân, đúng không? Bởi vì rằng đó, tất cả các tâm này đó là đều có gì, đều có vô tham và vô sân ở đây hết rồi. Tham vô sân đây, hai cái tâm này vô tham và vô sân đây. Đây là nhân, nhân vô tham có rồi ha, đây là nhân vô sân có rồi vậy. Bây giờ họ có còn có hợp trí hay không thôi. Cái nào mà xong thì sẽ còn kèm theo cái trí tuệ, còn nếu mà là quyết thì sẽ không có trí tuệ. Bởi vì trên cái 19 cái tâm này đó là luôn luôn đồng sanh trong tất cả các tâm mà tỉnh hảo, từ đây xuống trở xuống. Ví dụ như bất thiện ha, cái nhóm mà bất thiện ở đây đó thì chúng ta sẽ có là cái nhóm mà cái nhóm si phần này sẽ là biến hành, nó được là sapacitta sadharana, tức là hợp trong cùng với tất cả các tâm mà tâm bất thiện này. 12 tâm này thì luôn luôn có mặt ánh. Đối với cái tâm thiện từ ở đây trở xuống á thì luôn luôn có 19 cái tâm này, ba hàng này nha, nhớ ba hàng này luôn luôn có mặt, cho nên là vô tham và vô sân là luôn luôn có mặt trong đây, cho nên nó đã hai nhân rồi. Rồi bây giờ đó là xong với chúng ta thì là cộng thêm cái này, nếu mà quyết với chúng ta thì loại cái này ra thì có hai nhân thôi. Rồi cho nên ở đây đó, tại sao người ta để cái chữ sắc như tôi cái ở đây để nhấn mạnh rằng đó đây là quả của thiện, mà thiện hữu nhân, nó khác với cái quả thiện vô nhân ở trên, chúng ta thấy không? Cái khổ số 10 đó chúng ta sẽ thấy rằng á, phu san la vi ba ca he tu ca đó, người ta để chữ he tu ca đó, tức là phu san la vi ba ca a he tu ca, là mà vi ba ca he tu ca tức là đoạn âm với đoạn âm thành trường âm đó. Như vậy để người ta nhấn mạnh rằng đây là a he tu ca là vô nhân ha, nhưng mà qua cái khổ của 16 thì chúng ta sẽ là sa he tu ca. Rồi, như vậy là tám tâm này được gọi là tâm quả dục giới hữu nhân ha. Rồi, tâm quả dục giới hữu nhân. Rồi tương tự như vậy, đối với kẻ phàm phu cũng như là bậc thánh ngũ học á, thì người ta sử dụng là tám cái tâm đại thiện này để làm các công đức, để tạo tác là 10 công đức thiện sự, ví dụ bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục dụng gì đó, cũng đều 10 cái tâm này, có thể hợp trí, có thể ly trí. Nhưng mà đối với bậc thánh á, bậc thánh A-la-hán ha, bậc mà đại đoạn tận rồi đó, thì ngài sử dụng cái tâm mà tâm chỉ làm mà không có tạo quả nữa. Cái tâm trên, cái hàng trên á, anh làm thì anh tạo ra cái quả tương thích này, nhưng mà cái bậc này đó là không còn tạo quả nữa. Cho nên là nó tới đây là chỉ hết rồi, chứ không có hàng thứ tư ha. Cho nên cái khổ số 17 cũng tương tự luôn ha, chúng ta chỉ thay là cái chữ mà sát hê tu ca ca ma qua chữ mát cứ đi giấy chít phà ni nam á. Tương tự luôn, cho nên là ở đây cũng không có đề cập, chỉ đề cập câu chuyện thôi. Rồi chúng ta qua cái khổ số 18 luôn nha. Icche wang sapathavi chatu vi sati sahetuka kama vajra kusala vipaka kriya cittani. Chúng ta thấy thì chúng ta gặp đi nha, sang hệ tu cá là phớt một cái, kama vajra phớt một cái, kusala phớt một cái, vipaka phớt một cái, kriya phớt một cái, cittani phớt một cái. Như vậy là một loạt đó hả? Chứ mình ngồi mình cứ để dài dài đó, mình đọc là một hồi là bắt đầu mình bắt âm này qua âm kia đó. Cho nên đi học thường đó là cần phải có cái bí chì màu nhọn đó, để mình xét lâu như vậy nó gọn hơn vậy. Các vị nếu mà các vị qua miếng các vị sẽ thấy người ta học thôi, nhưng từ ông viết mà gọi là nó giống như là bùa luôn đó, đó là chữ in mà thời các vị cho nó lắm, cái bản mà với cái bản mà bản Bali mà không biết in từ thời năm 19 mấy tới giờ đó, còn ảnh photo không à, bây giờ tức là nó mờ rồi, mà bây giờ cứ viết cho này viết chi chít chi chít chi chít cho thành vậy.
viết bút chì thì thực sự nó rất là nó mờ, mình dễ đọc hơn, bởi vì cái cần mà chữ in á là nó rõ hơn. Nhưng mà tay mình rờ riết á là bắt đầu nó cũng nhòa đi luôn à. Rồi, nó nhòa đi luôn. Còn chữ còn mình viết bút bi thì có đi nó lem. Mà học cách lười nhất đó, tức là học mà biên như trực tiếp lên thì nó tiện. Hồi xưa chưa khoái thì mình lười cứ biên trực tiếp ở đây thôi, là dễ học ha. Chứ bây giờ mà ngồi mình viết ra chữ nữa thì thôi kiếm 2-3 cuốn cái nhiều khi không có kiếm. Dạ. Rồi cái số 18 là ít chia quan thật ý tí e quan ha. Như vậy ha, sapatha bí tức là tất cả cái này được gọi là chất tu vi sa tí. Chất tu vi sa tí là gì? Là 24 ha. Vi sa tí là 20, chất tu là 4. Dạ. Như vậy là 24. 24 cái tâm gì, chúng ta dịch từ ngược lại ha. Nếu mà tiếng Hán là thủ nhân dục giới thiện quả tố tâm ha. Còn bây giờ nó là tâm thiện quả tố hoặc là duy tác mệnh dục giới hữu nhân, tâm thiện quả tố dục giới hữu nhân. Còn Hán đó là hữu nhân dục giới thiện quả tố tâm. Hả? Thiện không phải cho tuần tự chứ, theo hàng chứ, cô sa lá chứ, với ba cái là cái gì sao tự nhiên dịch lên. À, tại vì tiếng Bali á, nếu mà dịch theo cái cách mà sắp vần theo Hán là đúng. Cho nên tiếng Bali của mình dịch ra đó thì mình không ấy, mình cứ đi lật ngược lại cái chữ phía sau lên đó thì là phải. Dạ. Tại vì trong cái câu này mình sẽ thấy đâu là danh từ chung. Chitta là danh từ chung. Danh từ chung luôn luôn đặt phía sau. Danh từ riêng mà bắt đầu riêng nó phân ra liên cấp 1, liên cấp 2, liên cấp 3. Nguyên cách mình viết cái chữ gần nó trước, chữ mà chữ nghĩa nào mình sắp theo cái văn việt đó thì mới là tâm thiện quả tố. Mình không có dịch mà tâm mà tố quả thiện nha, không có dịch nữa đó là không được. Dạ. Tâm thiện quả tố, tâm thiện quả tố, dục giới, dục giới phụ nhân. Đi ngược về nhưng mà phải đi ngược tùy cái, chứ phải là ngược nữa, ngược cái thứ đó. Samatha lý là gì? Kết hợp nha, được kết hợp. Như vậy đó là tất cả tâm này Samatha ở đây bao gồm luôn nha, trong 18 số 18. Dạ, 24 Như vậy tất cả gồm có 24 tâm thiện quả tố dục giới hữu nhân. Rồi xuống số 19. Vedana jnana sankhara bedana. Phết nữa nha. Vedana phết cái, jnana phết cái, sankhara phết cái, bedana phết cái. Vedana là gì? Là thọ. Jnana là gì? Là trí. Sankhara là gì? Tác động ha. Trợ. Tương trợ. Trợ giúp. Bedana tức là bê đá ha. Bê đá là sự phân loại, sự chia sẻ, sự phân tích. Chát tu quy sát tí là 24. Rồi xuống hàng là sát hê tú cáp là một chữ. Rồi ara sát hê tú cáp sa hê tú là một chữ. Nhầm. Sa hê tú là phết một cái ha. Sa hê tú là phết một cái. Còn ca ma quá chơ rác phết một cái. Rồi buôn nhá phết một cái. Ba cá quý phết một cái. Kriya phết một cái. Mắt ta phết một cái. Mắt ta trắng. Mắt ta trắng. Mắt quả thiện mà ta có nghĩa là bất cứ quá khứ phân từ, không quá khứ phân từ của phân từ manh nhá tí nha, có nghĩa là biết được hiểu là
Rồi. À, sát hê tú, sát hê tú là gì? Là hữu nhân. Hồi nãy chúng ta có đề cập đó là sát hê tú là danh từ nha. Còn nếu mà hê tú cá là tính từ nha, sát hê tú là hữu nhân. Còn cam ma quách chá rá là dục giới. Bút nhé ở đây anh chị là thiện. Là của xá lá nha. Ba cá ở đây là quý ba cá đó. Viết tắt của quý ba cá đó là quả. Kriya tức là kriya. Má ta đó là được gọi, được biết ha. À, được gọi, được biết. Rồi bây giờ đó là sẽ biên ra cái đó, biên ra có đủ đếm chữ cái đó nhỉ. Con phân loại 24 là hợp từ 2 đầu cái câu 19 đó sư. Dạ. 18 19 sư. Rồi, 24 loại tâm. Biên. Cho tôi quy sát ý nha, 24 loại tâm. Phân thành thọ trí trở. Đó là quê đó na là thọ nè, nha nó là trí nha, sankhara là trở nha. 24 loại tâm phải phân thành thọ trí trở. Gọi là thiện quả tốt. Tức là mắt ta là được biết rằng đó ha. Là bunya baba kriya được gọi. Cái gì gọi là thiện quả tốt? Hữu nhân. Hữu nhân là sát hê tú cá nha, thuộc dục giới. Tại vì hữu nhân nhưng mà phải thuộc ở dục nha. Rồi. Tôi đọc lại chứ. 24 loại tâm. Phân thành thọ trí trở. Thọ phải cái trí, phải cái trở cái nha. Gọi là thiện, phải cái quả, phải cái tốt. Hữu nhân thuộc dục giới. Hữu nhân. Thuộc dục giới. Gọi là thiện quả tốt thì sao sư? Gọi là thiện quả tốt, hữu nhân. Hãy hữu nhân thuộc dục giới. Thuộc dục giới. Thơ đó. Hữu nhân thuộc dục giới. Hữu nhân thuộc dục giới. Rồi, chúng ta qua cái bài số 10, số 20. Tại vì cái này đó là những bài kệ mình đã tóm lược lại cái phần mà mình học phía trên thôi à. Rồi kế tiếp tức là Kame te vi sa ba ba ca ni, chỗ này thì phải đây ha. Kame là cõi dục ha, tức là dục giới đó. Te vi sa tức là 30. Ba ca ni 30. Xin lỗi, 23. 23. Quy sát tí là 20, 23. Xin lỗi các vị ha, 23. Kame là trong cõi dục nha, vị trí cách. Tê quy sát là 23. Ba ca đí tức là quả, tức là 23 tâm quả. Rồi bun nhá, tức là bun nhá đí tức là bun nhá phải cái, bun nhá kết cái là á bun nhá nha. Tức bun nhá là thiện, á bun nhá là bất thiện. Thiện.
Rồi bắt đầu quy sát tí là 20. Rồi Ekadasa là gì? 11. Kriya là tốt. Chê tí là và y tí. Chá chá thì 15 với 8. 15 với 8 là 15. Đêm sáng 3. Rồi chá túc. Đúng rồi. Chá và y tí nha. Và chá túc banh nha xá tức là chá túc là 4 ha. Banh nha xá tức là tức là 50 nha. Tức là 54. Sắp bắt tháng là tất cả. Rồi ngồi uống nước tiếp đi nhỉ. Dạ uống nước. Rồi, ở đây là cái chị Kame ha, là vị trí khách rất là excellent. Excellent cái gì? Vị trí khách là cái gì? Tự tiếng Anh là gì qua đây? Located hay hả? Absolutely located. Như vậy là chúng ta dịch cái đó trước ha. Trong cõi dục bao gồm Kame ở đây ánh gì trong cõi dục nha. Rồi chúng ta thêm cái từ mà bao gồm, chúng ta là đóng mặt kép cái chữ đóng mặt trong cái từ bao gồm lại, đầu đơn cái từ bao gồm là tức là thêm. Trong cõi dục bao gồm tất cả 54, tức là Chát Tú Banh Nha Sát Sát Bát Tha nha, tất cả 54. Gồm 23 tâm quả. Không chỉ, không có chữ 10 nha, nhưng mà 23. 23 chứ là 23 chứ đừng có gồm 23 nha, tại vì bây giờ nó mình phải có chữ gồm nữa nên người ta mới tổng kết được cái số 54 đó. Gồm 23 tâm quả. 20 thiện phải bất thiện. 20 thiện. Và 11 tâm tốt. Rồi. À, đọc lên nữa hả? À, dạ, tại vì cái chữ Kame này, Kame này nó mình phải nhấn rõ nó. Dạ. Trong cõi dục bao gồm tất cả 54, gồm 23 tâm quả. Gồm 23 tâm quả, dạ. 20 thiện bất thiện và 11 tâm tốt. Không phải lúc nào cũng bám được thành bốn câu vậy. Có nhiều lúc là nó dư chữ mà gọi là mình dịch mà thiếu chữ thì nó cũng ấy. Dạ. Cái bậc cú thì sáu câu luôn á sư. Dạ. Sẽ bắt hát lại không thành thơ gì đó. Nhẹ quá. Bao giờ tất cả bốn. Tham ba tâm quả. Bốn và cái sáu. Thôi đủ đủ ý rồi. Đủ ý. Đi cho phẩm được. Tại vì thêm nữa là nó sẽ dư chữ rồi đó. Mình đã có chữ mà bao gồm rồi là nó đã dư chữ rồi đó. Tại vì mình không nhét cái chữ cõi dục vô được chỗ nào hết. Cái cõi dục nó phải hai âm lận. Nó không nhét nó được chỗ nào hết rồi. Mấy phía dưới thì nó còn dư chữ. Nó còn dư chữ. Nên mình bắt buộc phải ra thêm một mẹ. Rồi như vậy là trong cái phần này hả? Cái phần cõi dục này. Giờ đi. Nhưng mà phần cõi dục này chúng ta sẽ phân ra là cái gì? Vedana. Vedana 3. Vedana 3.